clip được chủ trọ trích xuất và chia sẻ lên mạng xã hội để gửi lời cảnh báo tới các cô gái nên cẩn trọng khi tắm ở nhà vệ sinh chung. Đây là một dãy trọ ở Bắc Ninh, nhưng theo được biết thì chỉ có một nhà vệ sinh để mọi người dùng chung, vừa tắm rửa vừa vệ sinh. Nơi đây toàn những người xa quê lên Bắc Ninh làm công ty. Các cô gái lên Bắc Ninh làm thường rất trẻ và đẹp. Điều này khiến nhiều tên biến thái thèm khát được ngắm nhìn cơ thể của các bạn nữ xinh đẹp. Như trong clip này các bạn xem hết sẽ thấy, có một nam thanh niên đang rình rập cô gái tắm và hắn lấy cả đồ lót đưa lên mũi để ngửi. Một cô gái mặc váy chờ đết lượt để tắm, vì là nhà tắm chung nên phải xếp hàng chờ. Các bạn nữ xem lên cảnh giác với nhà vệ sinh chung công cộng nhé. Vì xã hội có rất nhiều tên biến thái đang rình rập chờ cơ hội để nhìn trộm. Lúc này cô gái thay đồ cũ vứt ra ngoài để tiện giặt giũ. Lúc sau có một nam thanh niên bước vào và tò mò nhìn qua khe cửa xem trộm cô gái. Hắn ngắm nhìn một cách say sưa. Sau đó nghe có tiếng người ở gần, hắn liền rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này có cô gái đi vào rửa tay. Chờ cho không có ai qua lại, hắn tiếp tục giở trò biến thái. Hắn ngó nhìn xem có ai ở gần không, rồi nhìn qua khe cửa xem trộm cô gái. Tên này chắc không có người yêu, nên mới thèm khát đến vậy. Lúc này hắn lấy trong chậu slip và áo lót của cô gái và đưa lên mũi ngửi một cách say mê. Hắn liên tục ngửi đồ lót, vừa ngửi vừa nhìn trộm cô gái ấy. Quả là một tên biến thái nhất hệ mặt trời. Thật là kinh tởm với thể loại đàn ông này. Sau đó hắn còn nhét slip cửa cô gái vào trong quần của mình. Không biết để làm gì. Có khả năng hắn định giấu đi luôn chăng? Vừa giở trò biến thái vừa ngó xem có ai tới không? Chắc có lẽ hắn ta rất sợ bị phát hiện. Có khả năng hắn ta đã rình mò ở đây nhiều lần rồi, nhưng không thể ngờ có một ngày bị phát hiện.